đang kiếm mod xì bát má kiếm quà không thấy. Xài mẹ mấy khẩu của Call of Duty đi. Call of Duty á má, nãy mới cậu được một mod nhưng mà má nó bắt súp thêm 7 cái phụ trợ cái đẹp gì? Má có cây sóc, có cây xì bát không má, nó bắt súp thêm một đống nữa. Con cút mẹ đéo gì nghe hấp dẫn nha. Để kiếm lại nó rồi. Mosum anime nặng quá, đồ quá, thầy chi crush hoài. Súng mà má, toàn mấy súng 90 mê trở lên không. Ồ. Má, có quả lục nhìn đẹp quá nhưng mà nó đã ép có trong này thôi. À, không tới 7 cái, có 5 cái à. Mà một cây spot sắp thêm 5 cái phụ. Ai đủ có Rich Adley for Hunter kìa. Những cái quần què đó. Ồ quá, mỗi giờ cho nó Rick Roll luôn. Wow, mẹ give you up à. Mod đỉnh cũng đẹp đấy nhưng mà thôi mặt nhìn thôi tống quỷ này buộc nhìn mắc cười lắm rồi nó bắt sức thêm năm số cái nó biến quá đâu má làm hay dữ ta. Ờ má bắn xoay 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 này là gì đây Rick Adlay luôn. What the fuck? Rồi mấy cái kia hiệu ứng mà cái mẹ này. Hỏi súp cũng được mà đúng không? À, hiệu ứng với tiếng này, súp cái tiếng vào cho nó đùa. Nè làm cái này đi cho nó bựa. Súp cái sao vào đây. What the fuck? Mà. Energy blue và đái lượng xanh. Súp mà. Ừ, súp cái chaser thì chắc khỏi súp. Chaser khỏi súp. Có cần súp cái vót không? Cái gì? Vót là cái hiệu ứng góc nhìn thứ ba thôi. À, chaser khỏi cái... Yo, what's up? Cái manifest còn không? Chắc không luôn hả? Manifest có đấy. Số này. Đầu tư qua. Thì bắt từ bầu. À, súp cho lắm vào chốc nữa. Dục quá nên ừ, để ra thanh lọc một cái. Thanh lọc đéo. Ờ, thanh lọc cơ thể đi. Dr. Thành à. Ôi, giờ nhắc có nhớ là còn ai uống Dr. Thành đâu. Không, nhưng nhà em bán này có thể qua để mua đấy. Qua đây. Mẹ quảng cáo. Quảng cáo. Chạy từ Bình Thạnh qua quận 9 để mua. Đúng rồi. Quảng cáo đưa địa chỉ lên chứ. Hai ông ba lên đâu, hai ông ba lên đâu. À, mai dậy đón xếp luôn. Lớp tờ thành quận 9 nó lạ lắm. Lạ điểm gì? Nó quận 9 anh. Khác chứ. Khác chứ, tờ thành Bình Thạnh nó khác quận 9 mà. Là người thường bán ở quận 9 ở đó. Ủa không à? Còn thôi, phải. Nó tưởng phải chứ. Billy đâu rồi? Billy nhảy rồi. Chắc hôm nay lại chiến chiến bên ngoài tiếp rồi. Sao? Mưa bão rồi.
Mày tu cái gì? À, sợ thật. Cho trời ơi, gọi ác hết. Anh Tú đang mà luôn sự quýt chắc luôn. Đang chiến. Thôi mà ôi boom. Vẫn đang nghe à? Thôi vô nha. Rồi. Luna đâu? What the fuck? Ủa, nó có chơi không? Thấy mới vô mà. Luna đâu? Quên nó, tại trước vào. Vào bằng team group. Thật kỳ vậy cho mấy em. Dữ thật chứ. Một thực tế. Thật kỳ vậy chó. Anh thu nhiệt tình quá. À, vì tận tâm thế thì nó... Nhất lòng. À, bị đỡ gì đây? Condition fail 10 retrial. À, vô bằng server hả? Ờ, server đấy, không server. ACC private. Ờ, mọi người bị đít hết luôn à? Thế thì không bảo bằng cái server được á. Phải chờ thủ hốt lại rồi. Ờ, yeah. Đồ, mới vô một cây đe luôn, đã. Đó. Đồ hết. Có người vào bình thường mà. Đồ, như trong... Bình thường như trong game luôn. Đó, mà lần đầu tiên vào map intro mà mẹ đéo bị crack. Qua đỉnh. Sắp rồi á. Thôi, mẹ cấp cái mỏ mày lại. Ta đang bận. Không chỉ nào mà làm gì đó. Chìa khóa. Rồi, chìa khóa. Đây rồi. Rồi, máu rớt dưới kìa bạn. Đâu? Chân nè. Thấy rồi, thấy rồi. Reloading here. Kiếm chìa khóa, kiếm chìa khóa. Này có súng hồi máu này. Có chìa khóa, có chìa khóa là. Có đường ở đây này. Có đường ở đây này, có đường đi ở đây này. Alo. Kiếm được kiếm được chìa khóa rồi hả? Nhanh vậy. Có nó trên bàn chứ đâu. Má, vậy cứ vậy. Dễ vậy. Ảo, ảo thật tê. Ủa.
chị em thì bánh mẫu. Ui má con ai tít kìa mất dạy. Trời má. What the fuck? Hai máu nhiều, trời ơi. Hai máu cũng là máu. À, mình bị con Speed nó phun cho 40 máu à. Đây là của con Speed liên quan đến mình. Ủa, súng số hôi, súng ngoài máu này bắn sao? Thì bắn thôi. Nếu mà ông tăng thì bắn á. Cứ bắn 2-3 cái thì ông tăng là đã. Lý mẹ tăng, tăng lên 3 máu đỉnh á. Cái gì vậy? Thì nó kinh á trời. Thế, ảm thịnh quá hay rồi. Rồi, rồi. Reloading! 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 Ui, what the fuck, tìm tầm đấy. Ui, hai bên bẫy ạ. Đi thử vào này con. Reloading! Đi, y chang trong game Đi vào một chút luôn á. Đi vào hai bên kìa, chứ đừng đi giữa. Ask me a question. I dare you. Bị mất máu là. Đi hai bên kìa, đó. Ui, what the fuck? Còn thu rất đen á. Nghe bỏ chị biết luôn. Chịu con này. Cùng á. Chạy thẳng đi. Trong này không có điện tử đâu. Chạy thẳng. Con này không có tới. Không chạy được. Đồ mình. Còn tăng chó đẻ. Đi ra đi. Mọi người yêu đam cho mình nhiều quá. Mày quá em thấy rồi đó. Lâu quá mà chơi mọi người quái đó. Hẹp thế. Sập thế đang rồi. Đứng đi, đứng đi. Chết nói rồi. Hai. Má. Má mấy giòn. Cho lần lượt mắt không ngờ. Quá. Rồi chết cái văn kia luôn. Chết cái văn luôn rồi. Rồi chết luôn. Chết cái đằng sức luôn. Reloading. À, tành ngay chỗ hẹp này. Đen thế nhở. Ok. Ui, đây xuống dưới là chết rồi anh. Má nó còn thả acid nữa thì kiểu ấy. Không mà nó đấm vào anh văng xuống dưới thì anh có muốn xuống đâu. Sẵn nào. Thôi lại chết lại kìa. Ô mày đèn kiếm. Reloading. Địch. Ê, bóc mà. Chạy chết rồi, chết rồi. Chén đen rồi, hiểu cả. Ôi, súng mình hết đạn rồi bạn. Súng hồi máu đâu rồi? Mất rồi. Súng rớt ra đâu mất rồi. Ôi, chỗ này cầu thang rồi. Cầu thang này bên dưới đó. Mẹ lại còn có cả mấy con bò bò nữa. Muốn mình. Và nước mắm đâu thôi. Firework nè, pháo bông nè. Lễ hội luôn.
Rồi, Happy New Year luôn. New Year, New Year. À, luôn nghe Happy New Year phát thì cậu đi luôn. What the fuck? Cái chìa khóa ban đầu là làm gì á? Mở cửa rồi. Đáng, 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 đáng. Oh wow, that's a bit cool. Hands up, go! Oh, oh, it's with the... Read the fire bullets here! Oh. This. Man, no, reloading! Thuốc này, trên này có thuốc nha. Phải tự nha. Ờ, trên đạn nè. Rồi, em quăng canh hết rồi. Tại luôn, để làm cho. Ô, đèn lửa luôn. Chứ nếu bắn bắn nhầm vào chết đấy, nghe sao có lý đây có. Ủa, anh đây là một lô tố mà. Gà cát. Ê, vít nha. Hay quá, gà trơn. Không thấy cháy hả bạn? Mình tưởng là đèn lửa, mình tưởng là đèn lửa. Cháy là lửa đất không nào. Yeah. Oh. Rồi, hợp lý không? Không biết ở đâu nữa nhỉ? Không, đầu bán vẫn còn xuống đây. Xuống một hết mà. Ủa rồi. Ôi trời. Rồi 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 xong thấy luôn. Nó ngồi ngay cửa rồi. Đợi đi. Bạn đi ai chạy ống mà nhìn trúng nó. Ok em đi. Đụng vô. Đụng vô. À tự quỷ cả. Tự quỷ đi. À hóa ra là hóa ra là đạn lửa là tiêu. Móc. Ừ, má Tesla nè anh Tú. Chết cứ vô kìa. Cứ đi vô kìa. Mạnh đẹp. Tesla gì? Bom Tesla hả? Tán. Để hình tớ. Không không không. Gần đây gần đây. Mày tôi mốt nó hình cái Tesla độc lộn bà ơi. À trang đèn rồi. Nhìn quá. Mới vô. Đua hả? Molotov nè. Molotov nè. Molotov nè. Hả? Má bơm nhiều lắm. Hay quá. Thằng nổ nè anh em. Các bạn ở đây đi. Quá vừa tính chụp cái bơm màu xanh. Úi dồi ôi cái gì vậy? Trời ơi nổ đi. Còn đụng zombie vậy? Gì mà nổ kinh khủng thế. Tôi bông lên. Đã có súng bơm lụ rồi. Anti gravity luôn. Giờ qua đi cháu nha, qua đi cháu nha. Ơi, ơi, quay. Xỉu luôn này. Cái đoạn này là như ở trong cái bối thì là mình bị con gì nó đuổi đúng không? Để đọc cái hình đao này. Đúng rồi, có con đầu vé bên dí mình á. Ờ, nó dí mình đầu game đấy. Cái cửa này cửa đầu game mà. Alice baby, time to heal up. Ờ, alo rồi. Từ cái này nè. Ủ, nghe đông chưa? Ủa, trời ơi, cái nồng. Đấy. Mình hợp luôn. Nghĩa chống cái. Hay quá luôn. Ba quá luôn. Get go, get go. Get go, get go. Có cả, có quả firework ngon đấy. Thích được không? Thích được. Ở điểm này hết việc. Xếp hào à? Rồi, xếp hào. Người đàn đâu? Mọi ai xếp hào đi bầu. Trong thang máy thì chắc phải đi ra ngoài. Chắc phải đi ra ngoài. Kiếm khẩu súng đi bạn. Xếp hào cái gì? Đạn cái gì? Ờ, mình đang cầm circular. Gì đâu rồi? Rất ngon.
không biết bắn, bắn cái thùng thính nó rớt cái scaler với cây lâu chờ luôn á. Quá đã. Máu à. À, cái đầu rùa đen thui luôn. Thoát lại. Hunter. Come on, loop back. Mấy chỗ. Mấy chỗ mày. Về đây. Quẹt tới nhảy gì vậy? Nó nhảy kìa. Reloading. Nè, nhà thân tiên luôn. Nó bị viện luôn. Bệnh viện á. Để vừa có tin là bệnh viện mà. Ui nè, giật thấy ghê quá. Đâu? Còn có chung scare. Mày nghe như bom mơ vậy ta. Nè, ai lấy bom siêu này. Hey, there's pipe bomb right here. Nói chung là toàn bộ cái khung cảnh này nó diễn ra trong đầu của thằng nhân vật chính hết. Nó nhập với những chế độ à. I think so. Ôi, vui, rush game rồi. Đây đâu kìa. Thằng này nãy giờ nó rush game hơi nhiều nhỉ. Mới từ bên mà need. Valorant qua. Mới chọi quả Freezer ra. Xếp chạy lên chi vậy. Quả má, quả này nó làm map hay ta. Nó làm giống vậy. Nó chơi vừa biết giống. Chơi giống vậy. One more rush. Nó chơi giống. Mà mát đúng thật. Mà người mát mẹ mà. Rồi, lấy cô mẹ. Bữa kêu ông rùa thôi mẹ. Bắn rồi nè. Dùm đồng quá, nó vừa tốt. Chưa thật có cô ăn rồi con, con game. Thêm người nữa kìa. Map này nó làm chi tiết quá. Đó, nó chỉ làm cường, nó chỉ làm những màu cam thôi. Dăng này quá. Tìm cái thẻ. Orin biết thêm thẻ. Tìm thẻ mở cửa hả? Hơi chi tiết quá rồi này. Công nhận nè, mẹ texture mới quá trời luôn này. Cái mod mới này. Đây, thêm một cửa Scar này ai bắn không? Scar của mình đó bạn. Scar trên giường không phải của bạn đâu. Bạn nào cũng được. Ừ, má mình AP rất trên giường các bạn. Để nó, để đó mình cho mình lấy. Reload. Cái khổ lâu chờ còn không? Còn cái này. Ủa cái xác này sao? Thấy chưa? À, cái khác nè. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Đi rồi, về lại đây. Đâu mấy chỗ nào nói cần khí khác là. Ôi, hết phòng 3. À, hết xử hết rồi, ở đâu lồi ra tụi mình. Cà xin nha. Đó. À, đây súng 2, AK xong thành súng 1 luôn. Giỏi game. Cầm tao hoa đi chơi nè. Cô quá bộ quà. Đi đâu em? Đánh tự nhà ta phải chơi pháo bông nhỉ. Pháo bông vui mà. Reloading. Máy dựng lồng quá. Cái này cứ xả xuống chính em đánh cao hết tóc hả bả lên một tiếng cho rồi trước mặt cả quýt luôn á, đã quýt nữa. Hunter đạn gì đây? Đạn lửa. Ủa má này bắn xuyên tường được nè. Ôi. Đúng rồi. Cho má phải đúng rồi nè. Ủa nó mở cửa à? Nó đổi cửa, nó đổi cửa. Bấm cái nào? Bấm cái nào? I think so. Mất cửa rồi. Đúng lại The Evil Within thì quay ơi. What the fuck. Ê, cửa lại luôn, cố cửa lại luôn
Nhưng mà hai nút là sao đấy? Nghe hiểu. Chả biết. Đây qua đây qua đây qua đây. Ai biết bấm đợi thôi. Ui, chó này cứ khóc ở đâu hoài ta. Quá sức bị tele qua tele lại. Cái khi nào nó quyết ở góc nào đó để tạo cảm giác kinh dị thôi. Thắp lửa như là đúng hay sao ấy. Này, đây không bắt để mà đúng đi được. Chờ giờ luôn. Úi, cái mở nè, có thể. Úi, cái mặt, úi, cái mặt. Rồi, úi, cái mặt. Ô, chị chưa nhìn nó nha. Hay quá. Đó. Má, đang cầm ô. Ô, ba đằng hai. Chết rồi, chết rồi. Dưới tơ kìa. Né cửa anh em rồi. Watch out. Watch out. Ê gì mà như Racy Boy vậy ba. Reloading. Net. Lại là Spitter. Đại cái map này lắm. Dạ, phun kêu đó. Phức tạp hả. Bắt đầu anh ta hút. What the fuck. Reloading. Go. Hay quá đi. Reloading. Này cho anh lại bình thuốc này. Thôi anh có thuốc rồi. Chẳng hay là anh đưa thêm bình nữa. Thôi cứ cầm đi. Mày cứ cầm đi. Ủa. Chắc chắn rồi mà. Đúng rồi. Tao lỗi á. Cầm đây tí nữa có máu thì đưa, tôi đưa thuốc rồi. Đưa thuốc rồi kéo rồi. Cái gạt nó không đúng rồi hả. Cả máu, cả máu chứ nữa, máu cả thuốc. Đấy. Thôi. Tuyệt vời luôn, đúng chơi vừa. Laser này, laser này. What the fuck? Ủa gì vậy? Để đưa leo lên tán vô đầu chắc. Laser ở trong phòng đó. Để trong phòng. Nhưng mà súng 1 cầm laser. Quẩy hả? Còn làm cái khả năng của tôi. Mắc 10 cầm laser vô bắn cái phê phê đấy. Có cái súng 1 chờ. Mình liền. Ok. À, cầu hàng. Ê, Hunter ở trên đầu bà. Ê, nghe như tiếng gì ta. Ui, bùm mơ, bùm mơ, bùm mơ, bùm mơ. Ốc đấy chưa? Kệ sao? Bắt, nó đến rồi. Ôi, gì vậy? Bắt nữa anh Hồng. Bắt đồng lắm. Rồi xíu. Đáng xuống xíu. Của ai bắn không vậy? Không biết gì đâu à. Bỏ ra đi. À, đây là chạy. Bỏ ra kìa. Ủa, anh đứng không vậy? Ở trong cái phòng, ở trong cái phòng có người bắn ra hay gì á. Đúng rồi. Ở trong cái phòng có người bắn ra. Mạnh là thả nổ được rồi. Thả nổ được rồi. Ai biết đâu. Dạ, 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 sorry about that. Sorry. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui may quá. Rùa sủi ngang luôn. Wow, cái thằng cái bánh trên góc kia bắn lại nó được. Bắn lên đó rồi đó. Bắn lên đó rồi đó. Vai nhờ. NPC bắn lại đấy kìa. Dữ vậy. Má mát làm cái gì vậy. Nghe tiếng bọn đấy ở đâu nhiều lắm. Hunter trong khi sao nghe tiếng gần lắm mà ta. Tôi nghe gần lắm. Nóc ở dưới có đường đi kìa. Ở dưới có đường đi kìa. Đồ kìa. Reloading. Có đạn dưới kìa. Ê đi đường bên này cũng ra đây. Lút đi, lút đi. Này đây, có này, có này. Dạ. Bị đâu ra vậy. Henry rồi, Henry qua cắn máu rồi, Henry. Đông quá. Mau, về xả đi. Con bạc quá. Không gì. Gà đi đeo thì bắn 3 viên, 3 viên. Ừ, bắn tám một lần một con. Hunter, Hunter, Hunter. Hunter. Anti gravity nè. Anti gravity á.
Chứ gầm ngự đâu gầm hết. Nghe tiếng gần lắm không biết là đâu. Đi đừng đứng lâu nữa. Ôi, tụi mình ra kìa. Nguyên mày, chạy. Rồi. Dạ. Ủa không, chú mình đang ngồi. Hết. Vô đây. Chạy như chưa đi. Giết hết. Đây. Sau lưng có con gì? Có em anh. Con giúp kì như vậy, con Hunter nãy giờ nó chưa chết nhé. Make sure everyone is ready. Giống như đẹp. Để xíu. Đang qua. À trắng đen rồi kìa. Chùa. Ủa tụi nó đâu nhảy xuống vậy? Ủa lại đi lại đằng này à? Đâu, mình như là bấm cái nút. Phải bấm nút hay sao ấy? Oh shit. Bấm nha. Bấm nha. Ủa, có đường mà đi bên này. Đi nhanh quá. Có đường bên đây nè. Đừng có rớt xuống. Còn không thì mà đi gần đây để đét cũng được đâu. Đợi anh Tú. Lết rồi. Để anh hưu lên không? Lại đét tiếp mà. Vì là đợi ông Tết. Hưu phát chạy đi. Đúng ăn cơm. Tìm đi. Có phải đạn này. Uầy, có một cơ này. Trời ơi, chờ nó. Anh chưa? Này đang lên gần đây rồi. Ok, bấm đi. Không được. Vẫn bấm không được. Mọi người vào đây hết rồi. Rồi. Mọi người vào đây hết rồi. Anh đi. Bấm gì nữa. Thôi. Được chưa. Không dữ. Đó rồi. Bấm nước. Ăn được. À, đứng đây đẹp. Trời ơi, mấy con cũng đây. Rồi luôn. Ủa gì vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Không sao kìa. Ôi, cái gì thế kìa. Bây giờ ai trước mặt đây cô làm cao thủ đó. Để cái gì? Dạ, ai cái gì? Ok. Ủa, nó trốn đâu hay gì? Phải gì đâu. Hit him. Ở dưới có đạn á. Chỗ nào? Ở đâu rồi? Mở boomer. Cái đạn ở cái chỗ cầu thang mà. Nói chung mà đạn ở bên dưới. Nói xuống. Cũng có nạp đến bàn. Nhưng mà phải xuống dưới mới nhặt được. À, chỗ đây nè. Nó xả quá. Thằng shit, né nè. Ủa má thằng Spectre không. Reloading. Hunter. Hunter. Dù ông đứng ngoài đây cười. Ở ngay cuối cầu thang nó có cái lỗ á. Ui. Chạy lên nữa à. Ủa rồi tự nhiên bắn hỏi cái lòi ra. Con quýt nó khóc ở đâu vậy? Bắn nó tiếp lên. Ê, cái mỏ hả? Đường mở rồi. Đường mở rồi. Chết tiếp bên kia tường rồi. Đường mở thôi. Đường mở. À, định lực quen vào cấp hối à. Vô lý chứ. Reloading. Ê, smoke kìa. Ê. Má hồi móc nãy giờ chịu chết nè. Có cầu hai nha mọi người, nó nhảy à. Ui, mình mới nhảy. Trời. Ai đẩy. Ai đẩy. Tôi mới thôi chứ cầu. Dạ. Đừng chạy cái tôi chết nè. Xong vừa. Bị kéo rồi.
là bắn xuống chạy đâu anh đứng như này có cái đường mà ê hết ta sẽ đi sao xong rồi ê nhóc ấy cố cố à kêu là ai mà mưa đó đi xuống dưới chứ không phải đi tới đâu con trai chơi nó đuổi mình từ nãy giờ đấy má bị chết chết rồi ui kì hãy giấc kì có giấc kì á chờ giờ kìa ê help me cái cô thôi đi 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 mẹ cái tiếng mà bọc bọc này nghe như con mơ mơ hả ta rồi đủ mẹ Hunter hút hút má nó cho đồ ít quá có kì nữa kìa kìa đồ hơi ít thôi đợi hiệp của đá hả không phải đồ ít mà là mẹ đồ đều đồ giỡn nha kìa 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 trời xỉu ok 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 cái bàn phát, cái bàn phát nhạc là để nó tê lê. Úi dồi, trời ơi, dữ dãi. Ôi trời ơi, dính 2 đêm kinh, 10 đam luôn. Mr. Cho cơ nhiều thôi luôn á. Nhiều cái dơ quá. Nữa kìa. Rồi, đi ha. Từ đâu mà tiền bị chết. Con lưng nữa. Tại Mr. còn chưa chết nữa hả? Thêm một con nữa, thêm một con nữa. Con mới á, nó lè ra. Nhiều con thế. Chắc xỉu. Quá nhiều bác sờ luôn. Để ra đây kìa. Có đạn không? Có đạn không? Không có. Nó khó. Chỉ có súng thôi. À, không có súng luôn. Trời, cái này giá treo súng. Không, không có súng. Ác gì á. Nó tập, chết chưa. Không cho đạn, chết có ít đạn nhiều. Đừng mà Evil Witten. Đúng là đời người thiệt. Đấy, đó. Đất luôn. Ủa bị gì đằng sau vô mấy chiếc mặt mình mà. Trời ơi, có mớ mớ. Vô đi nhanh lên. Dạ. Giờ mà đứa nào chạy vô vô chiếc mặt là ăn đạn. Tất cả là đối thủ chung ba của cái người vậy nó okay. Đi vô bên trái mình này I got it. Rồi hay quá rồi thằng ba có lửa bye ê hết ta wow chắc kỳ nữa trời ơi chắc kỳ nữa có vui sau lưng mà con Zoki nhảy nhảy thẳng xuống bên dưới chết mẹ luôn con này có được lên này cái lửa nó không cháy hả không trời ta rơi ai da trên đây có cái nút bấm nữa này lên đây không không bấm nữa ta rơi trời mẹ thì chắc không phải rồi ta đừng đi bên này nè ê từ đây nha mọi người đang để lấy đạn thôi chứ không là gì đâu này bình tĩnh quá này cái máu của cái gì mở nhá mở cửa nhá mở đi mở đi ấy thúc ấy tới đó nè à cái chỗ này là cái này là cái hạt nhân có người nằm ở trong đi điều khiển thế dương cái dương này thì cái này là cái này là cái để xâm nhập vào trong nó ảnh hưởng như con của ông nhân vật chính là hạt nhân tốt trời ơi của ông vai trước mặt tôi thiệt luôn mọi người ô bắt đầu hào mà thế giới giấc mơ mà sao nó điều khiển được thế giới ngoài đời thực của sàn đi chà điều khiển trí não mà à là
thôi. Ba. Gừa. Má pet sò kìa, gần trăm con mẹ luôn. Ba có chơi đợi vừa bước thiên đâu mà. Bên thấy ghê. Mà chơi cái game này kiểu nó thỉnh thoảng nó độ thay đổi thế giới trong đầu quá, nó đổ nó mẹ màu đau đầu. Đạn nhé, nó đúng cốt ạ. Cái đạn mà thấy như thấy tạch vàng trên cục máu nè. Cái tên này trời ơi. Tú. Tú. Không mơ nữa. Ây da trời, ai bắt cái quên. Ây da trời. Cái gì rồi. Ủa mẹ cho nhớ. Đập tôi nữa rồi. Hồi nhắc tôi tự ngang luôn quá. Cho ạ. Mà Spitter. Bốc kìa. Đây nhớ lắm này. Hay quá. Ê tặng. Tụi máy tặng cái bên. Được đúng luôn á. Tặng lửa. Trời sao. Nó kẹt rồi. Đào bên em ơi, con nhân vật của ai đây? Thì khoan, ảnh bình tĩnh, bình tĩnh. Ui mẹ. Rồi hết bình tĩnh rồi. Ủa sao tôi bị zoom nữa? Đấy, giờ tôi bay tùm lum chạy nhanh. Acidit mà không phải zoomer đâu, what the fuck. Nó cầm 60 kìa. Ủa what the fuck, sao tôi bay tới bay lui vậy? Ai bóng người không người sao cũng má tôi gớt rồi. Nhập hộ mình đi bạn. Không ai đấy. Không ai bắn thì nhập hộ mình đi bạn. Đấy cục máu của tôi nha mọi người. Ngồi xin đâu này. Cảm ơn đâu. Giờ nó lo của tôi. Bữa nãy tôi mới cứu anh. Đánh tụ à? Ủa gì vậy? Cũng đấy. Tôi chứng kiến cái con quỷ kia. Đầu của nó nguyên cùng ra. Nổ cái sụi ngang. Ô nè, đây có cậu auto mà qua xe này, không ai xả. Lúc gì dạ. Đấy. Mình dục quá bạn. À, chị gì mà. Cậu đấy xịt mà không xả à? Ngàn con mà. Ô, ngàn con biết sò luôn ấy trời. Ô, chỗ này mẹ nghi lễ gì này? Ủa, trong đời vừa quyết hình có map này hả ta? Có. Chắc có. Chắc có. Rồi, chơi đi về đi. Cái đoạn hiến tế này là biểu thị ở thế giới bên ngoài đang nằm ở bên trong cái máy đấy. Cái máy vừa rồi đấy. Giật nhanh thế. Quân ai là sao cửa. Rồi, mình cửa mới sống dậy bạn. Cái hình này là không biết phụ gì vậy? Ai vừa nhặt cái đồ lâu, anh vừa nhặt một cái đồ lâu. Ôi trời ơi. Đúng là chơi ở đây thì anh vừa nhặt một cái đồ lâu về cho nó mở cửa. Tức là sao nó mở cửa vậy? Có bên kia à, như nhặt cái đầu lâu hay gì? Anh nhặt cái đầu lâu. Đấy tóc đi. Trời ơi, đã biết ngay rồi. Mình đã lui rồi mà vẫn nhảy tới thôi. Ta đã bị. Đúng là người đứng nhỏ. Muốn xẻo điều. Ôi rồi, như tới. Rồi giả vô đầu. Rồi giả vô đầu đi cô luôn. Mới đi xuống. Đúng rồi. Cúc kỳ măng tờ. Ủa? Cái này phải bắn nó thôi chứ nặng nghe cầu thang mà. Em tin xuống em thục. Bình tĩnh, sếp. Lên đông, lên đông mà không. Có, em có auto. Ủa, nó khúc lên đây luôn. Nhìn giống như ba cái đầu lâu ở dưới thì vậy ta. Ba cái đầu lâu chứ cái mẹ nữa. Rồi, vậy là đẹp. Bỏ đầu lâu vô. Này là đẹp. Ai cũng bỏ rồi. Phải đi kiếm đồ lâu. Rồi, tụi nó bên trái chạc qua kìa anh em ơi. Mẹ đông. Kiếm 2 cái đồ lâu nữa. Kiếm 3 đầu lâu. Kiếm 2 đồ lâu thôi. Hai cái, chưa quên. Nãy lấy cái. Reloading. Cởi đi kiếm nha. I got some ammo right here. Quýt. Đây. Mày quýt cho tao. Reloading. Giờ tụi bay muốn mưa hay là sấm sét. Reloading.
kia ra lại, thằng kia ra rồi không? Không 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 đi chung đi, mày đéo kia. Tinh bỏ mẹ em. Em vừa thấy có ai bên kia. Anh, nhưng anh quay lại rồi. Như lẽ là ôi, rồi đó. Đúng rồi, bị trượt. Bị trượt. Tiến tế thành công. Đây đây đây, đây có cái bên bên cạnh tường nữa nè, cẩn thận. Trời ơi, bị trượt chân. Cái này con nhân dạng giống như đang đi trên băng. Đi đường cái này nè. Má chắc cả tại chơi cái gì luôn. Cái gì luôn. Đi đường này nè. Đi đường này nè. Đi đường này nè. Ui dạ. Má nhảy qua đầu. Má đi. Đi bên này đúng rồi đây. Ừ. Cơm xong chưa? Có phát. Chưa ăn cơm xong luôn hả? What the fuck? Vậy đó chứ sao? Nó sập xuống là gì đó? Không, nhưng mà em đứng, em có đứng ở trong đấy đâu. Đang đứng ngoài đâu. Nhập, nhập hai cây hay trên góc đi. Nhập rồi, nhập rồi, nhập rồi. Ok, cầu thang lên trên kìa. Rồi nó lên trên. WC của mình bắn ghê. Chết được bên, 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 bên trên là gì có gì đâu. Để mà đâu lâu đâu mới có. Để đấy là có đường đi mà. Ở trên có đường đi đúng rồi. Ngon vậy. Mở tổng 10 của ai đây? Bứt đây. Rồi, ai bứt đây? Chả biết, anh nhặt thôi. Quay, quay, quay lại thôi. Quay lại thôi. Ở đấy cụt đường rồi. Không, này có đường lên trên này. Ở nhảy rồi. Bắn hai cái bánh răng cho nó lăn lên trên. Rồi, rồi, bắn nha. Thì thì nó đến. Bảy nha, bảy nha, bảy nha, bảy nha, cho mình nó dọc. Quá anh ui. Đi đi đường bên này, đi đường bên này, alo, đi đường bên này. Ủa lụ mẹ, NPC tôi đi đâu vậy? Ai biết được. Rồi để nó tự đi qua. Giờ tôi mà vô chơi là tôi ăn tấm heo. Kìa kìa kìa. Để NPC tự tự đi. Cẩn thận có bẫy bên trên nhá. Ma rộng thế. Rộng dữ vậy. Đi nãy giờ chưa hết nữa. Bạn như thế. Kiếm đường thấy bà luôn. Ui, còn xuống sâu xuống này. Đúng, đi xin help. Đang đây. Máu luôn, máu luôn. Well, looky over here. Có đầu lâu không? Không, không, không. Chắc còn bên trên còn đường mà đã gì hết đâu. Này, mẹ trên này có mấy cái xác. Bắt đầu lâu rồi ha. Reload. Xuống cái khu này làm gì vậy? Bài đài. Bài đài. Bên trên còn đường đã đi hết rồi. Speed thì speed chứ mà đây cô. À chỗ này có cái cần gạt này. Để làm gì đấy? Đừng 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 xong. Nó dập xong ghê vậy bạn? Không, nó dập rồi. Ở đây, ở đây nè, đi đâu này đi. Điều. Đâu 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 lâu ở đây, đâu lâu ở đây. Nhảy nữa, anh nhảy nữa. Ủa, cái cần gạt để làm gì ta? Gạt là chết á. Úi dồi. Gạt chết à. Lên 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 đi ba ba, lên đi ba ba, ba ba, lên đi lên đi. Gì cắn xó. Trời ơi, đã bỏ lên đi rồi nào. Quýt 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 kìa, quýt kìa, quýt kìa. Để nó ngồi xuống, để nó ngồi xuống, để nó ngồi xuống. Tôi không làm gì hết, tôi không làm gì hết. Reloading, reloading. Oh, hit. Bây giờ sao? Bắn nó không? Rồi, đi ngang qua luôn. Rồi, bắt thiệt. Cái tắt nhạc tiếp này. Gì mà bắt nhạc? Có một cơ. Thiếu một cái nữa, thiếu một cái nữa, thiếu một cái nữa. Nè, đường bên này đi chưa? Chưa, chưa, chưa. Bên này đi bên trái à? Bên này đi rồi. Nãy đi bên trái không có à? Bây giờ đi bên bên Eco, bây giờ đi bên Eco. Eco ở đâu? Bên này, bên này. Chỗ harem hả? Hồi nãy. Ờ đúng đúng rồi, đi bên đây gì mà. Chỗ tôi, chỗ này chưa đi. À tôi nhớ lộn. Kéo à. Thôi một cái. Thì mới đi một bên mà. Nhớ để mấy cái chừng nhà. Không bên 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 này hết vậy. What the fuck?
đông hết. Rồi lấy súng lục ra xả. Tụi nó ở trong đây lấy súng lục ra xả cho đỡ tốn đạn. Sau lưng, sau lưng. Ui, sau lưng hả? Má nhân vật này lấy được AK nào bắn giật chiếu mình. Mình cái hầm luôn. Cầu thang nha, có cầu thang bên này. Đừng nói vừa mới nói xong đi, cô không nhớ cái bẹp nữa. Ê, anh Tân. Ở đâu? Ở dưới này. Cái đẹp. Nó vất vả cái gì mà. Nó chạm mọi người là mất máu mà. Mấy này nó được giật ghê quá. Nhảy cái mình bị stun. Ủa súng lửa à? Ý dưới đây có đạn nạp nữa. Nè, có cái đạn nạp nha, ta mô ôi. Đấy thì sẽ bắt đầu với zombie. Ôi. Ê, có đường đi xuống hay là đi lên trên á? Đúng ra là... Đi xuống rồi đúng không ạ? À, xem nữa là đào mộ luôn cho đánh tụi nhà ta này. Đi xuống đạn. Đi rồi. Tụi bảo chắc mới quay đâu nhỉ? À, hỏi. Ủa? Nếu rồi, chân lại nó không đi luôn. Chấn luôn. Kìa. Nó nhảy xàm này. Jockey với hình tờ nhảy xàm lắm luôn. Ơ kìa. Nhảy cái chết luôn chùa. Xàm. Chỉ cần trả cái là bị đam. Quái. Rõ ràng là cái map này nó cứ kiểu bị tối tối nhỉ. Nó sáng mà. Cố tình làm tối mà. Đấy vừa quýt thiên đang muốn sát được cái hộp. Kìa mở 60 cái Luna kìa. Ba lấy nè. Ba lấy rồi. Trời là trời cái AK mới. Giật ta dở. Ấy. Này bắt này kìa. Ôi bớp quá. Ôi tôi mới thấy cái đó là tôi lùi liền luôn. Không ném luôn á. Đâu, tụi đâu có cảm đấu ném. Không bắn. Ý vô cái AK giật quá. Đúng rồi, bây giờ tôi bắt kịp là ai quanh ra thủ chúng ta bắt chim mà. Đâu ngờ được. Ui 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 ui. Quá lừa làm. Ủa chi đạo. Rồi xỉu. Để chi đạo xuống ngang. Có kìm. Ui hết tất. Rồi chắc đen nữa. Ủa. Đã quýt nữa hả? Có đạn nổ cũng đem còn đạn nổ không? Tôi còn tham khai gì? Đồ. Trời ơi. Mẹ này cô trước thì quay sau lưng rồi đấy. Đi cô bắn luôn. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Nhất kẻ có. Ủa chị chết rồi. Nói nhé. Ui. Em ngon. Ôi ôi. Mới hiểu rồi. Bắn đi cô. Đi sư để set up đã. Mà vội hết. Ấy. Thế là chết rồi. Có máu rồi. Hơi lên được nửa đoạn đường như cô bắn. Là được kịp. Đó. Trời ơi, trở giá. Đó mẹ. Ôi trồng quân. Người rất sầu quá. Đã nhặt được đồ lâu chưa? Rồi rồi. Rồi 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 nhặt rồi thôi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời, mở cửa có xe dơ đất khi cho ống. Có đủ quá. Tấn chạy lên đây được. Trời, đủ mẹ thêm bơm mơ nữa. Có thấy đủ luôn. Hay ạ. À, rất đông. Anh thầm ở đâu. Trời ơi. Ui, ai quăng mà phai quốc hay vậy? À, bị rớt ngấm ngắn. À, thật có mà. Come on, come on. Hey, hey, come on here. What? Boomer. Wait for everyone. Die, đủ. Mà đáng lẽ tôi không nên bấm nút chụp chát cho tôi. Cái cửa bên trên đóng luôn. Kêu đợi. Cái cửa bên trên đóng rồi Luna. Cầm cầm đi. Cầm cầm đi. Cửa trên đóng rồi. Ok. Bấm cái kia nè, tập hợp. Bỏ đi. Yeah. Hey, I'm reloading. À. Cái này là đóng cửa. Phải không? Cái này là đóng cửa. Phải đè. Không. Bấm nè. Bấm nè. Đóng nha, không biết cửa này.
Castle đông lắm. Overplay. Alright. Đồ rồi, bấm vào đó. Team không mở. Không biết cười không mở. Ủa, tố cái lồn vậy? Sao lớn kia thủ, sao lớn kia thủ. Cái này rồi nha. Bắt nó, bắt nó, bắt nó. Ủa? Con này là con bố tình yêu của Whipping cũng có nữa hả? Gì vậy? Đầu tư thì gói bị máy máy á. Nó sao này chưa? Con này là thằng đồ bếp. Đang chạy. Ngờ luôn á. Thằng đồ bếp đấy. Thế hả? Tơ kìa. Đấy. Tơ. Má nó nhẹ nhàng quá. Á, hết hồn. Mẹ. Hứa đầu bếp. Quả nhiên. Cẩn thận nha. Nó trên mạng xàm xàm nó có mà map à? Của gì cặp xe lịch hưu không ta? Có tên lê đấy, có tên lê được đó. À, cứu, 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 cứu. Cứu rồi. Cứu rồi. Cây quả bơm. Cổ đạn ở đây, cổ đạn ở đây. Vậy nè. Có mà map xe lịch hưu không ta? Tìm cái gì đấy, tìm cái gì đấy. Phải tìm giết được nó đó. Má nghe tiếng. Gớm quá. Nó nhạt nhưng mà gì cũng rợn cho bác. Dùa xuôi. Dùa gục rồi, dùa gục rồi. Nhìn bị tới, nhìn bị con tới. À, bây giờ con thôi. Đúng. Trời ơi, quyến bại rồi xong. Nó còn mơ mơ đó, trời. Rồi má tông chết luôn nhá. Mày cô bị trắng đen, kéo thì nói năng gì bạn. Á, à, đọc rồi, chứ máu rồi. Đang cầm này. Oh yeah. Let's go. Chắc nhạc luôn. Quá đã. Phải tìm tìm biết con chuồng rồi mới mở cửa hay sao ấy. Ba con Vexo. Thứ gì siêu nổi. Bảy nè, bảy nè. Mấy con này đi là mất lượt hồi sinh ấy, đó thấy chưa? Điều lắm lắm cho vậy. Hôm nãy vậy. Chết nãy giờ biệt. Ôi ôi ôi, chân chân, bỏ đi. Bỏ đi mà làm người anh trai à. Đại nhà không được á. Ủa gì vậy? Chạm vào cái chết luôn ạ. Chạm đi ăn xuống. Ôi 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 ôi. Trời ơi, xe lượt nhiều vậy. Đây không phải đường đi, đi đâu khác đi. Nè, có cái cửa đây mà. Nè, có cái cửa ngay kế bẫy nè. Gần nhỏ. Rồi sao xuống chùa đấy? Đi solo quá. Thôi còn đi qua có chết không? Đừng sợ vậy. À, có đường lên chỗ xếp này. Đây bên đây có xếp hao nè. Xếp hao bên đây nè, alo. Hao. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Tài nhát này cơ. Nửa cái máu. Nhưng mà một bầy bên zombie bên kia xếp hao luôn vực lên. Ui lắc. Ôi đủ quá. À, đó rồi. Hết hồn cũng crash tới nơi chứ. Trời không có máu nào luôn. Mở lên cho xếp. Xếp nào, xếp nào. Ôi, sao nhìn giống thằng phản diện đó. Đây vừa quýt hình kìa anh em. Đi vào nè đi, đi vào nè. Ê anh em. Phản diện quá, đây vừa quýt hình kìa. Bấm đi. Anh ơi lại chứ đứng đường. Bấm đi. Ồ, ghé đút cái đầu. Ê, anh em hành tâm thần ở trong mà thế giới giấc mơ của đệ vừa biết thêm nè. Vừa lờ. That's right. Oh. Can't kill us. Không ngờ lại trốn ở đó. Mẹ thật. Đủ mà đã có con đồng biết về. Còn có cái mà hằng điều khiển thế giới giấc mơ kinh. Đầu tư hơi quá. Rồi. Khoái. Có cả phần 2 rồi mà đây là map phần 1. Rồi, mà hôm nay có phần 2 luôn á. Game này có game có phần 2, nhưng cái map này thì thằng kia nó không làm được xe. Ui. Má đâu mục tiêu rồi, đi cái đấy. Đi đi. Ồ. Oh. Mà vô im lặng như ta. Cái view này bóp ai? Cũng lên mà vô. Má giết nhìn bên màu đỏ hả? Đi màu đỏ. Má trên này nhiều phòng quá. Nghe không?
mà đi chung với ai chung đi chung lén quá. Quá giờ thấy ghê vậy. Dạ. Dạ. Con chó này đứng sau lưng mình tát vô đầu hoài. Ừ. À, hai người lết ở đây. Chót kia kìa. Vừa chừng nó nắm đầu ai đi lẻ. Yeah. Anh vừa lấy một cái chìa khóa nhá. Em cũng vừa lấy một được một cái chìa khóa. Chơi map này. Hai phải đánh. Chỉ một người chơi nha. Medic. Medic. Vừa lơ medic anh em ơi. Đánh nha, đánh nha. Đâu rồi, anh em đã hết rồi. Tớ đang đi vào mấy cái nhà này. Có cái ông tắc ở đây nè. Cái gì, cái xe. Công tắc. Ngồi nút nào là control. Ủa rồi gì? Cái monitor sủi nghe hết. Bấm C. Ủa? Có đường hầm ở đây nè. Má sao nó không đúng. Cho máu ta. Kéo kẹt đây. Bật lên mới coi gì không trời. Rồi, từ từ xếp. Để rồi, cho chưa. Cùng lòng ghê. Tìm lại. Là... Đây. Đó. Nói sao? Rồi. Vô ở đầu. Vô ở đầu. Coi nhạc nè. Ui. Chết máu rồi. À, cái này cho anh đi phăng hay được, quên. Đâu không ai cứu được. Rồi đã đi. Hết kẹp rồi. Rồi chạy qua đây làm quả medic. Được rồi. Trước hết một. Bye. Quấm đi. Hay lắm đồng đội. Đỉnh. Bộ hồi xin đứng với sếp luôn. Thế là còn Hồi Xin không ai chết luôn. Còn một map mà chiến này. Ô bật lên nè. Thôi thôi. Ủa mát. Ý giời ơi. Anh em xuống ngang rồi đời. Ủa chiến cái gì. Không quay lại chỗ cũ được à. Đúng không. Như không ấy. Mà thôi quay đi ra đi trong này bổ mắt lắm. Trời ơi. Nhà nít. Đây nè, bay lên này, bay thôi. Đâu? À, give me back. Bay ngay đây nè. Chào, bên bởi attack kìa. Thằng đi đâu mà bây giờ lại chạy những cái zombie nào. Reloading. Cái ta. Bay bên này nè, bay bên này. Check this shit out. Reloading. Shotgun đi cho chín. À, tạm hay mà. Fire cluster. Đi map này mò đường muốn xỉu. Trời ơi. Ơi, chạy đâu vậy? Dạ. Trời ơi, coi lúc đầu vô. Ủa, hết rồi nè. Ừ, lúc đầu vô rồi xong đi na xỉu luôn. Look out now. Thôi. Ủa, lên đây làm gì vậy? Sắc à? Nãy rồi lên đấy để nhặt chìa khóa. Thôi. Reloading. Rồi, xuống đây đi, xuống đây. À, vừa được heal xong. Ờ, cửa bắn chính thức chưa mở được. Rồi ai bắn nè, ca bắn đi. Bắn một đứa không? Ai ca chỉ chó. Vẫn thiếu chìa khóa à? Cửa bên này nữa. Hình như thiếu một chìa nữa. Chúng đàn này. Nhiều lắm. Lâu không bắn hết cơ. Đây này, cả đống gì này. Đống gì đây? Bắt buộc cần bắt buộc. Sao biết? Fuck. Bây giờ nghe qua cái đầu có thấu rồi không? Quá giờ ngồi quay lại mò một khẩu chắc điên luôn. Bây giờ chạy ngang cái nào có số không? Chứng thử nhiều quá. Nắm cái hùi này sao thấy số được? Từ khi là biết là có một khẩu thì biết. Cho kia ở ngoài. Đâu nó trong map rồi thôi. Ở nè 6357 nè. Đâu? Ủa? Sao lồn á. Thằng đó. Con tí. Quá nhiều. Thế giờ. Thì qua tự nhiên tưởng mới cầm một câu. Kiếm ra liền. Trời đâu. Đúng như một khẩu trong cái phòng này. Như một khẩu trong cái phòng này. Gì? Không biết là nó ghi số hay là ghi. Không ví dụ như cái đồng hồ ở đây đang là phòng này nãy giờ khóa
Ê ê ê ê có cái mũi tên chỉ ở bức tranh này. Tụi vậy? Nó nghĩa là phải có cái gì ở đây đúng không? À, cái này cần gì quá trên bàn đúng không? Đúng rồi. Trên bàn này thì nó chỉ ở dưới đây đúng rồi. Thì là nó chỉ cái mũi tên thì cái mật khẩu phải đi đâu kiếm được. Phòng khác. Molotov. Khi nó vẽ trên tường. Tại. Tại là trái. Xin lỗi tôi. Rồi. Cơ này. Làm được gì mà kìa. Không bị hợp kìa. Ở đây có mấy cuốn sách. Không biết có gì mà khẩu gì đây. Để thử quay lại đường cũ xem có gì không. Bên này chỉ lên nè. Cái này cái kia chỉ xuống đúng không? Đâu. Cái này chỉ lên nè. Đếm. Nó có biểu tượng hay gì á. Cái bồi gì ta? À, ai giải đố cái này vậy? Không để đếm người ở trong hình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tính luôn cái thằng nó không tin máy chắc không? Nhớ đi. Một thôi. Ok, chị. Nhưng mà sao lại chỉ lên? Reloading. Cái kia chỉ xuống. Nếu vậy thì bức tranh kia chỉ xuống. Chị nhớ đi. Về lại cái đấy đếm coi. Có cái gì nhớ gì đó. Nó ghi là 4 số và thì đếm được 11 người. Cái đợt 2. Cái này có 2 người. Mình đi chung đi Bender. Tại riêng mình dễ chết. Nhật mà muốn lú. Rồi đi kiếm mấy bức tranh hả? Ủa, đậu không đường nào để đi ra. Nó thấy con lồn nào ghê vậy? Cái này kiểu một bức tranh mà 3 người này, một người à 4 người chứ một người bị gạch mặt đi thì là 3 đúng không? Hay là thế nào? Chắc vậy. Hay là thôi giờ chúng ta đồng hồ vào nhập cho. Đồng hồ nhiều lắm. Má chục cái đồng hồ luôn đấy. Đây còn có bức tượng quỷ. Má tí con béo ở đây. Hình như tất cả đồng hồ đều cùng một giờ hay gì chứ không phải là khác nhau. Tiếng hình tờ đây. Nãy tôi thấy mà. Nãy giờ tôi thấy được hai đồng hồ. Giờ y chang. Giờ y chang luôn hả? Ủa, coi mấy bao nhiêu giờ đấy? Reloading. Để là tầm 8 giờ mấy, gần 8 giờ 5. 08, 05 coi. Phải liều. Sao rồi? Đâu cái này chưa đến 5. Cái này cỡ 2 à. 2 hay 3 gì vậy? Ừ thì tôi nói là gần thôi. À, để chứ 08 không từ đâu cục này. Không 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 05 coi. Cửa này quả sao không mở được ta? Lũ ta. Đi này cô. À, đứng đây. Những đồng hồ. Một tiếp. Đi 200. Hết máu rồi bạn, rất tiếc. À, mình đeo còn máu cho bạn nữa. Ok, sao cái đèn bị lệch cái tâm mắt. Sao trời, Google mắt. Google bà nó cho rồi. Google mất khẩu mắt cho Google. Google thì biết rồi, nhưng mà vấn đề là mọi người phải tìm nó ở đâu chứ. Phải biết mình mã là mấy rồi. Ok, what fuck. Ôi, cười to này. Trong này đi đâu này. À, nó đem hoài cái này một hồi, một hồi miếng máu luôn mẹ. Cái này có cái quẹo vào bên kia. À, nó không được đánh nha. À, cái chỗ này vào có điểm nha. Okay, cái bức tranh ở thư viện đâu mà nãy có cái bức tranh có bức tranh đúng không? Ừ. Không nhớ mang máng ở đâu đâu. Xem. Nó là 11 người. Nó có ai lùm cái chìa khóa gì chưa? Rồi. Này, tranh này, tranh này. Khóa có mở, chứ khóa có mở cái gì chưa? Mở cái phòng gì đầu lâu gì ấy. Này, cái này 11 người. 11. Oh, what the fuck? Oh, shit. Ôi dồi ôi, có cái gì mà mò tới mò lùi hay gì rồi em. Ủa, đây có cái máy phát nhạc nè, có thật. Nó đâu đó, sâu cửa. Bắn đi, bắn tôi. Thì đang bắn đây. Bắn bò mẹ luôn á. Bắn đại mà dính quý tới là sau cửa hả?
không con có cú quýt nó spawn ra con spawn ra bắt quýt đấy nhưng mấy cái bật đặt quan trọng là mẹ mình chưa chơi cái game này mình đéo hiểu cái kiểu giải mã của này là gì. Trời rồi không có hiểu đâu, nó sắp xếp theo kiểu Left 4 Dead thì sao mà mình biết được. Đâu biết bắn dính không mà cứ bắn. Em bắn chết con Kaza rồi. Bắn quyết thì không biết. Ờ chết. Rồi chết đi anh. Rồi bỏ lên. Rồi đi cái gà kiểu này một hồi là tem mình sườn ngang hết luôn. Cái kiếm một khẩu lẹ được. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello em. Đã. Reload. Đã. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp mọi người, nhớ mọi người quá. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ấy, bắt ra cú. 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 Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Mở cửa hả? Sao thì bây giờ? Sao đó gì? 1102. Ủa? Đó, má, 11 người với 2 người. 2 người á. Má, hợp lý vậy. Ủa, 2 người còn lại ở đâu rồi? Rồi lâu rồi nha cô. Ở trên tranh kia là 3, 4 người gặp 1 người. Đâu ra? 2 người, 1 người trong này. 1 người vô đây. 1102 đấy. Mấy chém à? À, ngay người trong máy chém. 1-1 không có 2 đấy, nhớ. 1-1 thiếu 2 đấy. Rồi thấy mẹ rồi. Đúng thế. Rồi, Adam King check. Chết. Úi dồi ôi. Quá đọc. Kia làm gì? Ra phố. Let's go. Đi đây, đi đây, đi đây. Rồi, rồi, rồi. Được rồi, đi thôi. Hey, tell you something, noble. Be careful. Thằng xua kia. Cover me, gonna heal. Hurry it up. Hustle. Faster, move it, people. Yes, nào. Này. Hurry up. Có nam kìa. Khôn, đối gió. Kiếm kiếm. Nào, không hai là đi đường này. Ủa rồi, sao rồi? Vô đây sao rồi? Bấm nút rồi. Vô, giờ bấm nút. À. Thôi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Bắn xong rồi. Rồi rồi rồi. Rồi xong rồi. Lại đi ra lại. Ngay trong đồng bộ mắt quá. Ui. Ui dồi. Ôi trời ơi đâu ngay. Có kia. Mở cửa. Con quýt ra rồi. Quýt kia quýt kia. Chết chết. Clear clear. Rồi xíu. Sao mà đỡ được. Tốt bây giờ mù quá bạn. Chết là nhìn mẹ luôn. Dọn cho nha. Chắc là không dồn đâu. Ê cửa này mở rồi. Let's go. Đó, và đây cửa mở, con quýt nó chạy ra. Kể đó. Giúp đỡ luôn. Cảm ơn nhá. Ủa, dồi ôi, nhớ kìa. Anh Trung này đều hút thử cái laser gì đó trước mì cục. Một đôi điểm vui luôn. Lết bỏ vẻ ra thì nó là tú. Má ta gọi kéo. Nằm ghê. Con mẹ. Nghi ngây là quăng cái laser gì anh giờ tình nó luôn rồi mà vẫn nhảy được. Anh rồi nó lùi rồi. Nó làm hai phát. Trời. Trời nãy quên mà. Quên nạp đạn không rồi. Medic nè. Medic nè. Medic nè. Medic nè. Cái đây cái đây. Má rồi. Ủa rồi ông. Đi ra. Lý ghê. Né đi, để tôi quăng luôn chơi chơi. Đây, tao coi đi, hết rồi. Ê, khoan, có hình tượng. Đã chưa? Thằng hồng xem nữa bắn chúng không rồi. Rồi, đi đi. Má, hình xác à. Chúng toàn cho mình bắn được chưa? Hả? Ngay rồi, bây giờ là mọi người nữa mà. Anh Long Trâm đúng rồi.
nãy giờ có đi được nhiều rồi. Là cái tường khó chịu mắc mắc. Ôi gì vậy trời. Nãy như tìm này. Bây giờ nó khó thở vậy. Khó thở luôn. Dạ. Nó chờ mình theo thôi. Ôi hết rồi rồi. Ok, nha. Đúng là bố em rất hút rất nhiều thuốc. Rất hay á. Quá, sao càng nhảy càng xa ra vậy? À, rộng nè, cho nên rộng nè. Cảm giác đeo ổn lắm. Cảm giác đeo ổn lắm, đeo ổn chút luôn. Nào ở đây. Nhảy ra đi, đừng có laser này. Quýt, quýt. À thôi, mày không đứng đó rồi, hay sao? Hỏi ném mà quy. Ôi trời ơi, ai ném vậy? Reloading. Firing the hole. Cái lùm mắt. Đứng ngay đó đó. Thôi bắn nó đi, con này bắn rồi. Hey, I'm reloading. Né đi, né né né. Mình đã quyết à. Ôi giời. Ôi chết luôn. Đúng là Sebas chỗ khác. Con này lòng lắm. Lùng quê vậy. Nụ rồi sao đấy? Con bot nó giết mình rồi. Con bot nó giết mình rồi. Con kia nó gì hả? Trời ơi, thằng nhân. À hiểu luôn, hiểu rồi. Con nó đừng quay lưng, đừng quay lưng về phía nó đúng không? Không đúng. Anh đứng chạy, anh đang chạy. Để nó phải chạy. Phải chạy liên tục luôn. Đi đi. Chạy hắn. Ôi trời. Quay lắm. Nó giết tú kìa. Cái máy hồi sinh của tôi đâu rồi? Để hồi sinh coi. Sao vậy? Sao vậy mày? Má ra là nãy giờ tụi mình mở khóa cho nó rồi. Hồi sinh đi, hồi sinh được ai hồi sinh đi. Vừa qua anh. Không, hết lần hồi sinh rồi. Nó là nên cô ở đứng cạnh mình rồi. Hồi sinh kéo rồi. Bắn nó không chết đúng không? Không không. Quá. Má. Đúng rồi à. Bắn nó qua ai sinh nha. Nãy tôi mà nói ở chỗ shop house rồi. Con mà nhân vật quán diện đó ơi. Ngay bên kia kìa. Con này là con trùng cuối máu lấy cái gì kìa đó nó mà ăn mi cù cái gì vậy bóc đánh chạy TV bị địch mà đừng cần đến đây kẹt không đánh kẹt không đánh kẹt đừng chạy đi hả nữa đâu con smoker ấy à smoke cái hột này à đó giống thôi đúng rồi đấy mất máu chơi đừng đúng rồi đâu mất máu rồi bây giờ nghe được đầu cũng là đây là mạnh nhất của công viên anh đã đi qua đây ờ đúng ra mất máu mà mất hơn nửa máu rồi anh nhớ ngày nào anh mấy gì mà tán thế sùi nghe mình á vừa nãy con kia nó vào hết chết luôn mới đâu chứ dạ gai nhỉ có cơ hội trắng đen kinh dở chó này cơ hội mau lừa đảo nhỉ tự nhiên mọi người bảo ôi nó dí kìa mẹ mà quay sau lưng nó đứng cạnh à quái cả lồn chạy nó nhanh thôi luôn á đừng kìa nó chỉ đi bộ thôi đấy đi bộ hơi là mình không hay đang đi nó bầm chạy mất kiểu mẹ luôn à có mấy người đi đằng sau thì đã bị gì cũng sạc tiền của anh này đâu cũng sạc tiền của anh này anh đi trước với rùa luôn mà rùa lết rồi rùa thì chạy nhanh rồi má sợ thật chứ trời rùa mê lên đúng là rùa mê lên đang lấy cái đoạn mấy con hình nhân này là phải đánh với cái thằng bot hình nhân các bạn nhá. Ủa. Rồi mà bot hình nhân mà sắc nhân mà thằng sắc nhân bình hoạn hay là ok là cái thằng sắc nhân bệnh hoạn đấy. À. Cái đúng lắm. Cái thằng giết người là nghệ thuật đấy. Nghe như giờ hiền. Ai lùng cổ 60 của ai này? Của ai? Trời. Dạ, Peter đâu đây vậy? Rồi, toàn game luôn. Rồi, quá. Đi. Ngồi đâu? Phải rớt game
trả lại nha, trả lại nha. Này bạn nhấn cục máu của ai đây? What the fuck? Mọi em có chết chạy nhỉ? Đấy chắc là bụi cục máu rồi. Không thằng nào ơi. What the fuck? Nãy bạn còn đeo cục máu của mình rồi chưa? Ui, mẹ nó nhảy cái mất mười mấy nó tặng máu nha cho những người super pro. Chỉ muốn cứu cái một tấn. Anh thằng ơi coi. Whopper luôn. Thôi, thằng ngoài luôn. Có 51 máu, đã quá người la ơi. Nhiều quá. Còn cái chậu. Trời ơi. Tăng. Ui à, cái gì vậy? Má nó bay vậy. Gì chưa? Không vừa đấy ông. Không vừa khỏi là ông xấu hại. Chết đi. Chết rồi. Cái này đi. Biết tờ gì thế. Ôi trời ơi, trời tự nhiên tâm qua đây. Hai Nguyên biết gì đâu. Em với cô ấy chỉ là bạn thôi. Anh chà. Hai con máu hiêu xếp kìa. Trắng đen mẹ. Má, ở ngay cái cầu hang có cái tiếng quần què vậy anh em ơi. Trời ơi, trời ơi. Nè hút được cục máu quá ấy. Cái đạo mannequin nó giết hết. Đạo mannequin đi khác rồi. Máy là cho kì vậy. Kì ở trong thằng máy. Ôi. Cái gì ạ? Cái lưng hả? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi. Waiting, waiting. Xác lại, xác lại. Hey, I'm reloading. Chính xác rồi anh em. Chạy nhau, chạy nhau, chạy nhau. Nhớ được. Ủa? Almost here. Anh. Ôi trời ơi, xem đây. Rồi boss thì đủ boss đấy. Rồi đủ boss rồi. Nguyên cái mày chinh gân nè. Bãi buồn nha. Đánh boss nha, đánh boss thật đấy. Quân chưa lấy đồ. Nhìn này là đủ hiểu. Rồi, chỗ này mẹ cho hai ba con tanh nha mẹ. Chạy thế mẹ luôn. Sao mọi người sẵn sàng chưa để bấm nút rồi? Sẵn sàng chưa? Có rồi. Đây, đã sẵn sàng với cây machine gun của tôi rồi. Vào nào. Cầm xin gì? Có tí gì gầm gầm vậy ta? Sau lưng, sau lưng, sau lưng, chỗ Luna đứng hết. Chỗ Luna. Chỗ Luna. Này là cái gì đây? Cái radio à? Ấn, ấn để đấy nè. Bấm nha, bấm nha. Tất 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 cả mọi người rồi. Tập trung, tập trung, tập trung. Tập trung với anh rồi à? Phải đứng qua bệnh. Qua. Qua nè. À defuse. Có khả năng là chết rất nhiều cho nên hay gì mà hai ba cái defuse dưới trận. Còn ai bệnh? Ca sư. Dù nhà ta ông chắc kỳ ở đâu cười cười vãi ta. Bên bên bức tường rồi nè. Anh đi anh đi anh đi. Weapons over here. Đó. Rồi, đó thôi rồi. Đặt điện rồi. Rồi, nó bắt đầu rồi, rồi, rồi. Defeat Luffy. Boss. Con boss thì như nó là con cáo hay sao ấy. Ủa, nó trên đầu ấy, nó trên đầu ấy. Phải nổi cái lẹ. Kẻ nó bên trái. Cần kẻ nó chia ra nhiều góc, chia ra nhiều góc quá. Tu đi cần cẩn thận cái chỗ đấy, cẩn thận đi cha. Bắn này dạng kè cái này khó hay quá. Ừ, đau luôn á. Chiêu à? Này quên rớt à? Thôi rồi. Sao lưng bản kìa. Trời ơi, gọi nguyên con thằng electric. Biết gọi ghê. Gì anh tặng
đang qua đây quá vậy. Vai, bình tĩnh nè. Hạ nhiệt tiên tăng nè. Rồi, rồi. Em mở cửa, em mở cửa. Không đi vào đó không? Chưa lùng lùng đi đạn nha. Quýt phải. Cối từ dưới. Quýt ở dưới đây. Ừ, cối từ dưới. Oh shit. Cùng máu quá anh ấy, cùng máu đây. Dưới nước. Ok. Tao nghe tiếng quýt lùng đi đạn ở đây. Tiếng nghe nó đó. Mơ. Chốt nào ta? Ai còn dưới lắm. Ở đâu? Ở dưới đây. Đứng bên dưới. Bao dưới được coi Twitter anh chung. Dạ rồi luôn nè. Ủa? Rồi. Đi đâu đi đâu đâu. Ôi, anh tơ kìa. Trời ơi, trúng luôn. Đây coi chừng đạn nặng. Lụm cái bình xăng này bắn trúng giờ. Lụm mày. Nó có cái bình này nữa này. Rồi, nhà rồi. Rồi, hai con thắng luôn. Mày á. Chết nó phải chết nó, nhìn lên. Rồi chạy rồi. Rồi chạy. Chu tăng luôn. Quá đã. Thì bây giờ đây thì... Không luôn quá, một con là tiếp, một con là lửa rồi sao chạy. Rồi sao. À thiết đuổi tay là... Anh luôn nè. À, ném qua lửa ác vậy. Con chạy dưới. Ủa, hồi nãy tôi ném cái ga, cái gì hạn đáng qua thêm quả lửa vậy. Tí em nói mình lùi rồi. Mình không lên nữa. Kìa nó qua kìa. Quay lại kìa. Đạn ở đây. Còn này đứng cho an toàn. Đừng có bắn. Qua xe đít bên đây. Nó qua tới kìa. Chỗ này thấy được. Chạy đi alo. Rồi con tăng hai bên luôn. Đi tối. Nó không hiểm máu nữa hả? Bây gần. Hay ra rồi xong. Bây gần hay hiểm. Bên này rộng. Cố lên. Chạy ra ngoài để em game rồi. Đèn không chứ. Chạy ra ngoài đi, em game rồi. Đi con đi sao đã bảo em game rồi, cứ muốn bắn tiếp. Thằng kia nghe, thằng lùa nó có trong đây nó có nghe chỗ đâu. Cứ ra đi kệ nó, tí nữa tự chết rồi được. Ui, chúng mình ra khỏi, nhưng mà bệnh viện điên rồi. Đã quá. Map chiến này. Map đầu tư đấy. Chơi tới boss. Fire's coming. Trời ơi. Má 10 đam. Mấy máu luôn. Đi. Đù. Má thấy gãy hơn là uống full thuốc à. Phê quá. Cứ nào thì cuối vậy. Gặp mà outro như thật. Má lên xe về. In memory à. Học qua hả? Được, yêu vượt mất thịt. Được. Đâu có nó. Map được. Map gọi là được đấy. Lâu để không boss mà không boss trước là hơi đầu đầu tư nó phú quế rồi, bệnh viện nó sụp đổ rồi. Thằng này trời ơi, đầu tư tới không có rồi. Thằng này là tác giả của Tokyo Dark này. Mày tác giả mày hình vô map mày chơi lắm à. Below Survey rồi chơi chứ. Kryogen. Ở Park Resist hay là trên mạng có Silent Hill không ta? Lớp Below bọn này có hết rồi, thằng này có hả? Silent Hill có. Nhìn đi thật sự.
What the fuck?